Một chàng trai đến từ quê hương Thái Bình mang trong mình một khát khao cháy bỏng, tài năng bất diệt, nhiệt huyết đam mê đã đưa anh ấy lên đỉnh cao và đầu đài danh vọng, một vị tinh tú tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc Việt Nam. Bằng sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của mình, anh ấy đã tạo ra một thời đại huy hoàng, vang danh sự nghiệp. Với câu nói nổi tiếng, muốn ngồi lên vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Và chàng trai tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay không ai khác chính là Sơn Tùng and TV.